đặc biệt là chào những bạn đang học môn trang trí màu. Và hình cuối cùng chúng ta sẽ giải đáp hình lục giác. Thì cái hình cuối cùng này mình sẽ vẽ cực to ra luôn, tại vì không còn cái hình nào nữa, vẽ tức bến luôn. Hình lục giác đều của ta là các cạnh bằng nhau, nhưng mà mình vẽ tay thì nó hơi xé xé một xíu, các bạn thông cảm nha. Nếu các bạn thấy chưa được thẳng hàng lắm thì các bạn thông cảm cho mình. Lục giác của chúng mình tỉ lại cho đẹp nha. Các bạn hãy tìm vị trí chéo, các bạn nối lại với nhau. Nó sẽ xuất hiện 6 miếng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà khoan, các bạn đừng nghĩ rằng 6 miếng này các bạn sẽ đặt họa tiết vào đây. Không phải, chúng ta sẽ đặt họa tiết vào cái vị trí nào mà nó có xuất hiện gốc. Ví dụ như là vị trí gốc này. Đó. Vậy thì cái miếng 6 miếng này không phải là vị trí mà các bạn tìm, mà chúng ta cần phải tìm vị trí khác. Hãy chia đôi các cạnh. Sau đó các bạn nối chúng lại với nhau. Những vị trí đối á, các bạn nối lại, không quan tâm nha. Ngay lúc này thì nó mới xuất hiện. Đấy, mình sẽ đánh dấu là cái góc mà các bạn đã cần. Một nè, hai nè. Góc này nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6 mới là cái góc mà các bạn cần. Thì trên những cái miếng thế này á, các bạn hãy nối các góc đối nhau như thế này, thì sẽ tạo ra cái ranh giới, cái vùng ngoài. Thì chính cái vùng ngoài này là cái vùng mà các bạn sẽ trừ họa tiết gốc. Trên cái thanh này, các bạn hãy chia 3 phần ra. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Các bạn lấy hai bên trong, bỏ một bên ngoài. Có nghĩa là giới hạn rộng nhất của họa tiết sẽ nằm trong đoạn này. Còn giới hạn vào trong, các bạn hãy chia từ tâm ra góc ngoài thành bằng nhau, điểm chia đôi. Sau đó các bạn từ điểm tâm này này tới điểm chia đôi bên trong, các bạn hãy chia ba phần bằng nhau ra tiếp. Đấy, tương tự. Các bạn bỏ một phần ngoài này đi, các bạn lấy hai phần trong này thôi. Và vị trí các bạn lấy, các bạn nối lại với nhau. Tương tự mình sẽ làm hết những cái đoạn này. Khi nối xong thì mình sẽ tô đậm cái vị trí mà mình chọn để các bạn dễ hình dung ha.
xong, lâu quá là lâu, mình sẽ tô đậm lên để các bạn dễ nhìn hơn. Đây là cái ranh giới đó, cái diện của cái miếng họa tiết chính. Tại sao nó lại làm bên trong thế này mà lại chịu khoảng trống thế này? Thì như ban đầu mình có nói với bạn rồi, thì mình tránh những cái họa tiết gần nhau thế này, nó bị chạm vào cái cạnh giữa. Đây là cái phần ranh giới cái vùng, cho nên là các bạn tuyệt đối tránh họa tiết trùng vào điểm này. Nếu như họa tiết các bạn mà nó có cái dạng mà nó rộng bề ngang á, ví dụ như bạn vẽ con chuồng chuồng hay là bướm bướm á, thì các bạn có thể cho nó ra ngoài một xíu so với cái khu mà mình đã mã chia thì không sao cả, miễn sao là nó đừng chạm vào cái này là được. Cái việc mà mình phân chia mảng thế này á, là mình đánh dấu để mình ước chừng độ lớn đẹp mắt của họa tiết thôi. Sẽ có những trường hợp ngoại lệ ha. Tất nhiên vùng các bạn trừ phía trong á, sẽ là mảng trung tâm. Còn cái miếng hình tam giác mà các bạn này, chúng ta vừa tạo ra nè, một trắng trắng đây nè, thì sẽ là họa tiết bốn góc. Như cái phần ngũ giác thì mỗi họa tiết, hai họa tiết chính sẽ có một họa tiết phụ xen kẽ. Tiếp tục, số 1 là vùng trung tâm, số 2 vùng họa tiết chính, số 3 vùng họa tiết phụ và số 4 vùng họa tiết phụ bốn góc. Thì tương tự với các số thứ tự thì nó là liên quan tới cái tầm quan trọng của các họa tiết ha. Vùng số 1 thì đương nhiên phải có rồi, vùng số 2 thì không thể không có, chắc là phải có, vùng số 3 phải có họa tiết phụ, vùng số 4 các bạn có thể đặt họa tiết phụ hoặc không, các bạn có thể thêm mảng thì cũng được. Thì trong 4 và 3 thì các bạn 3 phải có họa tiết phụ. Các bạn sau khi xem mình phân chia tìm bố cục cho một cái các dạng hình này xong á, các bạn có thấy cách mà mình chia nó dễ dàng không ạ? Không có gì khó cả ha, thực sự là rất là dễ, chỉ cần các bạn nắm được quy tắc và các bạn chịu khó phân chia tìm cho đẹp cho đúng là ok rồi. Vừa làm cái video hướng dẫn các bạn cách bài trí, phân chia bố cục trên các dạng hình cơ bản của môn trang trí. Hy vọng rằng video của mình ngày hôm nay sẽ mang lại một cái giá trị lợi ích nào đó cho các bạn, đặc biệt là các bạn đang học môn trang trí màu và chuẩn bị thi. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn ơi, hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách là hãy subscribe kênh của mình nhé, để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và đặc biệt là hãy chia sẻ video này đến những các bạn nào mà còn chưa biết được là cách phân chia trên cái hình môn trang trí như thế nào. Và một lời nhắn nhủ là mình cảm ơn các bạn rất nhiều, và đặc biệt là cảm ơn hiện tại là mình đang có 363 bạn đăng ký kênh của mình. Mình xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đó, xin cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chân thành luôn á. Và bye bye, hẹn gặp lại nha.